Bạn ơi, hôm nay là một ngày làm việc sẽ rất là vất vả luôn nha. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi múc cát và đi đổ cát nhé các bạn ơi. Rồi, bạn sẽ cậu múc cát hay múc cát lên đầy xe ben này nào. Wow, bạn xe cậu này làm việc rất là chuyên nghiệp luôn các bạn ơi. Đây, mình sẽ múc cát đầy cái ben này nha. Đã quá các bạn ơi, cái gầu xúc cát này xúc được rất là nhiều cát luôn này. Wow, gần đây nữa nha các bạn ơi. Đây, nào bạn xe ben đã đầy rồi nha, lùi xuống nào. Tiếp tục nè các bạn ơi, bây giờ mình sẽ múc cát lên bạn xe ben màu cam này nha. Đây, mình sẽ đi sang đây nha. Múc đầy cát vào đây thôi nào. Wow, chuyên nghiệp chưa này các bạn. Wow, cát rất là mịn luôn nha. Đây các bạn ơi, mình sẽ xúc ở bên này và xúc thật là nhiều cát luôn nhá. Wow các bạn ơi, mình xúc ở dưới cát đây, mình phát hiện ra ở dưới cát này rất là cứng luôn các bạn ơi. Không biết là có cái gì ở dưới cát đây các bạn. Đây, mình sẽ xúc xem thử là cái gì nhé các bạn ơi. Mình phát hiện ở đây là hình như có một cái hộp xe gì đó các bạn này. Wow, để mình kéo ra nhá. Nào, xúc tiếp nha các bạn. Mình lấy ra mà còn thấy cứng quá các bạn ơi. Đây, mình sẽ đẩy cát ra hết các bạn nha. Wow, mình rất là hồi hộp luôn. Không biết là ở trong cát này là xe gì nhé các bạn. Đây, lấy lên thôi nào. Wow, các bạn ơi, mình đã lấy lên rồi nè. Wow, đây là năm bạn siêu anh hùng này các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn. Đây, một bạn siêu anh hùng màu đỏ nha. Mình sẽ cho bạn này đứng ở đây nha. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, một bạn siêu anh hùng màu đen nè. Wow, đây là bạn nào đây? Wow, ba bạn siêu anh hùng này các bạn. Đây, mình sẽ để bên này nha. Wow, tuyệt quá các bạn ơi. Bây giờ chúng mình cùng xem là những bạn siêu anh hùng đó nha. Bạn đầu tiên, wow, các bạn ơi, đây là bạn siêu anh hùng người sắt đó các bạn ơi, Iron Man nha. Wow, bạn người sắt màu xanh các bạn nhìn này, cơ bắp tay và cơ bắp chân rất là bự luôn nha. Wow, đỉnh chưa này. Đây, các bạn ơi, wow, bạn siêu anh hùng này phát sáng đấy các bạn. Này, wow, đã chưa này. Đẹp quá các bạn ơi. Tiếp tục nào, một bạn siêu anh hùng màu đỏ, đây là bạn gì đây nào? Đây các bạn ơi, wow, bạn này là bạn Spider-Man nhé các bạn ơi, bạn người nhện nha. Đây, cơ bắp tay to chưa này. Wow các bạn ơi, ở ngực trước ngực của bạn Spider-Man mình phát hiện ra là có một người nhện nha các bạn. Wow, bạn này cũng phát sáng rồi các bạn ơi. Wow, cái mặt rất là ngầu luôn nha. Mặt tạ người nhện đấy các bạn. Đây, đỉnh chưa. Rồi, cho bạn người nhện đứng ở đây nha. Tiếp tục nào. Wow, các bạn ơi, bạn này là một bạn gì? Có cái áo choàng màu đen này các bạn. Đây, các bạn xem này. Wow, bạn này là bạn Batman nha. Có cái áo choàng màu đen có thể bay được nha các bạn nha. Wow, rất là cường tráng luôn nha các bạn ơi. Bay thế nào, chiêu chiêu chiêu. Thấy đẹp chưa các bạn ơi. Bay nào, chiêu 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 chiêu. Thấy các bạn ơi, trên ngực của bạn Batman là có biểu tượng hình con dơi nha các bạn. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. Bạn nào tiếp theo đây? À, là một bạn người sắt Iron Man đấy các bạn ơi. Đấy, người sắt màu cam nha. Siêu anh hùng, siêu đẹp luôn.
Hey, bạn này có phát sáng các bạn ơi. Wow, phát sáng luôn này. Rồi, đã chưa cánh tay này các bạn ơi. Tiếp tục nào, một bạn cuối cùng. Wow, bạn này cơ bắp rất là vạm vỡ luôn các bạn ơi. Đây, đây là một bạn siêu anh hùng. À, là bạn khủng lồ xanh này các bạn ơi. Wow. Hay, bạn khủng lồ xanh, cho không bạn khủng lồ xanh đi thử nha. Wow, bắp tay của bạn khổng lồ xanh này. Hay, hai bàn chân này. Wow, bự cho các bạn ơi. Hay, cho bạn đi thử nha. 1, 2, 1, 2. Mình sẽ cho bạn khổng lồ xanh này ngồi xuống nha. Nào, bây giờ mình sẽ cho bạn Spider-Man và bạn Batman thi đấu với nhau nha. Nào, các bạn hãy xem là bạn nào thắng nha. Đây, chiêu 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 chiêu. Chà chà chà, đấm nào. Ôi các bạn ơi, bạn Batman thắng rồi. Siêu anh hùng người nhện thua rồi các bạn ơi. Đây. Vui quá các bạn ơi. Nào, mình đã cùng khám phá 5 vị siêu anh hùng rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi giải cứu thế giới, đi giải cứu những chiếc xe đang gặp nạn ở trên cát đấy nha. Nào, đi thôi. Tới nơi này các bạn ơi, rất là nhiều bạn xe đang gặp nạn ở trên này nha các bạn ơi. Wow các bạn ơi, ở trên đống cát này mình còn phát hiện ra có một cái hộp xe ở trên cát này này. Wow. Nào, bây giờ nhiệm vụ của chúng mình là sẽ đi giải cứu hết các bạn xe này và mình sẽ nhận được phần quà nha các bạn. Nào, đi thôi nào. Đi thôi nào, đi giải cứu các bạn xe thôi nào. Đây, một bạn Ironman này xuống, kéo bạn xe này lên nào. Hey, ai da, được rồi các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe bồn chở nước này các bạn. Wow, một chiếc xe bồn rất là đẹp luôn nha. Rồi, đến xe tiếp theo nào. Mình sẽ đi sang bên này xem là xe gì nha. Wow, các bạn ơi. Đây, mình sẽ trèo lên đây luôn nha. Đẩy ra nào các bạn. Nào. Wow, vậy là mình đã giải cứu được bạn xe ô tô rất là đẹp cho các bạn. Wow, đây là một chiếc xe ô tô đua nha. Đây, rất là ngầu luôn này. Wow, chiếc xe đua số 3 nha các bạn. Đây, đẹp quá các bạn ơi. Rồi, tiếp tục đó các bạn ơi. Chúng mình cùng đi giải cứu nào. Đi thôi nào. Nào, hãy cùng xem đây là những chiếc xe gì nhá. Wow, các bạn ơi. Ở đây là một cái hộp xe gì này. Wow. Đây là một bạn robot này các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn nha. Hay. Hay, mình sẽ lấy cho các bạn xem nha. Wow, bạn robot này ngầu chưa nào. Hay, các bạn nhìn này. Wow, rất là đã luôn nha. Đây, một bạn robot màu xanh này các bạn. Đây, cái gì đây các bạn ơi, đây là súng này. Súng của bạn robot này. Hay, cho bạn robot lên xe luôn nha. Tiếp tục nào, cùng đi lên đường nào. Bây giờ mình sẽ sang đoạn bên này nha các bạn ơi. Để xem là có bạn xe nào cần mình giải cứu nhá. Đây, mình phát hiện ra rồi này các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe gì đây. Wow, đây là một cái xe cần cẩu đấy các bạn. Hay. Wow, mình xoay được cái buồng lái của cần cẩu luôn các bạn ơi. Hay, đây là móc kéo nha các bạn. Rất là dài luôn này các bạn.
Wow, đã chưa nè. Rồi, tiếp tục nào. Bạn xe cần cẩu này sẽ đi giải cứu một bạn xe ở trên này nha. Đi thôi nào các bạn ơi, hãy cùng mình đi giải cứu các bạn xe nào. Đây các bạn, mình thấy ở đây là có một cái xe rất là bự này. Wow, chắc phải nhờ đến bạn cậu xúc cát để xúc cát ra đó các bạn ơi. Bạn xe này đang gặp nạn ở trên này này các bạn ơi. Thôi, mình sẽ nhờ bạn khổng lồ săn và bạn cậu xúc cát ra nhé các bạn ơi. Đây, mình sẽ xúc xung quanh cái bánh xe này xong rồi mình sẽ giải cứu nhé các bạn. Rồi, được rồi các bạn ơi. Nào, bạn Batman và bạn xe cẩu hãy kéo lên nào. Một chiếc xe màu đỏ rất là bự luôn này các bạn ơi. Đây, chúng mình đã giải cứu thành công rồi nha. Đây là một bạn xe gì đây? Wow, là một bạn xe cứu hỏa nha. Bạn xe cứu hỏa này rất là bự luôn này. Đây, các bạn nhìn thấy không này? Đây là cái ống để phun nước đó các bạn. Đây, wow các bạn ơi. Bạn xe cứu hỏa này bị mất một cái bánh xe rồi các bạn. Đây, lát nữa mình sẽ tìm dưới cát này nha. Wow các bạn ơi, đây là những chiếc xe mà các bạn siêu nhân đã giải cứu được nha. Rồi mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ, bây giờ mình sẽ được nhận một cái phần quà rất là bự đó nha các bạn. Đây, mình sẽ đi lên lấy nha. Đi thôi nào. Mình thấy phần quà này rất là bự luôn, rất là hồi hộp các bạn ơi. Không biết là ở trong phần quà này có cái gì nhé các bạn ơi. Nào, cố lên. Wow, các bạn ơi, sắp tới nơi rồi nha. Đây, bạn xe tải hãy đi trước đi nào. Wow, đây các bạn ơi, đã tới nơi rồi nè. Một chiếc hộp rất là bự luôn nha. Wow, giờ mình sẽ cho các bạn xem là cái hộp này là đựng cái gì nha. Wow, các bạn ơi, đây là một bạn siêu xe luôn này. Wow, mình nhìn thấy ở đây này. Wow, cái này là một cái điều khiển xe này các bạn. Wow, đã chưa này. Đây, mình sẽ lấy ra ngay nha. Wow, một bạn xe siêu xe này. Wow, đẹp quá này các bạn ơi. Đây là một bạn xe đua nha. Wow, là xe đua cuối xe nha các bạn ơi. Cái bánh xe đã ra đây. Wow, rất là ngầu luôn nha. Đây, các bạn nhìn xem này. Đã chưa này. Wow. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Một món quà rất là tuyệt vời luôn nhỉ. Nào bây giờ các bạn hãy cùng mình xem là bạn xe này chạy thế nào nha. Wow, tốc độ rất là mạnh lắm các bạn ơi. Mình sẽ cho leo lên dốc đó nha. Wow, đỉnh quá các bạn ơi. Đây các bạn nhìn xem này, hai cái bánh xe này. Wow. Thôi, lùi lại thôi nào. Wow các bạn ơi. Rất là hay luôn nha. Một chiếc xe quay xế siêu đẹp luôn này. Rồi, đỉnh của các bạn này. Wow, hôm nay mình đã nhận được một phần quà rất là đẹp luôn nha. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha.